Xin gửi đến các bạn bản tay, bản chép tay Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Người chép Trịnh Thị Vân Như. Bài tựa Địa Tạng Bồ Tát Chí Tâm Tuy Mạng Lễ. Nguyện hương, bài văn phát nguyện. Bài kệ khai kinh. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyền Thượng. Phẩm thứ nhất, thần thông trên cung trời Đao Lợi. Một, Phật hiện thần thông. Hai, trời rồng hội họp. Ba, Đức Phật phát khởi. Bốn, trường giả tử phát nguyện. Năm, Bà La Môn nữ cứu mẹ. Hết phẩm 1. Sang phẩm 2, phân thân tập hội. 1. Hóa thân cùng quyến thuộc. 2. Đức Như Lai an ủi ủy thác. Hết phẩm 2 sang phẩm 3, quán chúng sanh nghiệp duyên. 1. Phật mẫu thưa hỏi. 2. Bồ Tát lược thuật. Hết phẩm 3, sang phẩm 4, nghiệp cảm của chúng sanh. 1. Bồ Tát Vân Chỉ. 2. Định Tự Tại Vương Bạch Hỏi. 3. Ông Vua Nước Lân Cận. 4. Quang Mục Cứu Mẹ. Năm, Tứ Thiên Vương Hỏi Phật. 6. Phương tiện giáo hóa. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyền Thượng hết. Sang quyển chung Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, phần phẩm 5 danh hiệu của địa ngục, 1 phổ huyền hỏi, 2 danh hiệu của địa ngục. Ba, tội báo trong địa ngục. Phẩm 6, Như Lai tán thán. 1. Phật phóng quang dạn bảo. 2. Phổ quản thưa thỉnh. 3. Phật dạy sự lợi ích. 4. Khỏi nữ thân. 5. Thân xinh đẹp. 6. Quỷ thần hộ vệ. 7. Khinh chê mắc tội. 8. Tiêu diệt tội chướng. Chín, siêu độ phong linh. 10. Khỏi nô lệ. 11. Sinh con dễ nuôi. 12. Ngày thập trai tụng kinh được phước. 13. Danh hiệu của kinh. 6 sang phẩm 7, lợi ích cả kẻ còn người mất. 1. Huyên tu thánh đạo. 2. Trưởng giả bạch hỏi. 3. Kẻ còn người mất đều được lợi. 7 sang phẩm 8, các vua Diêm La khen ngợi. 1. Diêm La Vương cùng Quỷ Vương Vân Tập. 2. Diêm La Vua Diêm La Bạch Phật. 3. Phật giảng sở nhân. 4. Quỷ Vương bày thiện nguyện. 5. Chủ mạng trình thưa. 6. Khi sinh nở nên làm lành kiêng ác. 7. Lúc chết nên tu phước. 8. Đức Phật căn dặn. 9. Đức Phật thọ ký cho chủ mạng.
Hết phẩm 8 sang phẩm 9, xưng danh hiệu chư Phật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển chung hết. Phẩm 10, so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Phẩm 11, Địa Thần Hộ Pháp. Phẩm 12, Thế Nghe Được Lợi Ích. 1. Đức Phật Phóng Quang Tuyên Cáo. 2. Quán Thế Âm Cầu Thỉnh. 3. Đức Phật Tán Thán Và Hứa Khả. 4. Thế Nghe Thêm Phước Trời. 5. Người Bệnh Được Lợi. 6. Tiên Vong Được Phước. 7. Nguyện Lớn Sớm Thành. 8. Được Trí Huệ. 9. Tai Nạn Tiêu Trừ. 10. Khỏi Hiểm Nguy. Phẩm 13, dặn dò cứu độ nhân thiên. 1. Đức Phật giao phó. 2. Bồ Tát tuân chỉ. 3. Hư không tạm bạch hỏi. 4. 28 điều lợi. 5. 7 điều lợi. 6. Đại hội tán thán. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển hạ hết. Phục nguyện tam tự quy y. Và sau cùng là mình chép danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát và Nam Mô A Di Đà Phật. Xin được hết ạ. Om Sam Mô Đi So Ha.